Kính thưa quý vị và các bạn, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng một đứa trẻ khi được sinh ra và nuôi dưỡng trong một môi trường ô nhiễm, nhiều chất độc thì sẽ chậm phát triển tư duy hơn so với một đứa trẻ được sinh sống ở môi trường lành mạnh sạch sẽ. Chính vì thế, dạy cho trẻ ý thức bảo vệ môi trường là nội dung được yêu cầu bắt buộc dạy từ lớp 1 đến lớp 12 trong chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được áp dụng từ năm học 2020-2021. Với mong muốn giúp trẻ phát triển đầy đủ năng lực bản thân, việc dạy trẻ bảo vệ môi trường trong sách giáo khoa có gì khác biệt so với những bộ sách giáo khoa trước đây? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên chúng tôi. Bảo vệ môi trường là nội dung rất gần gũi và thiết thực với các em học sinh, những mầm xanh tương lai của đất nước. Trước tình hình môi trường ngày càng ô nhiễm, các tác giả của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã biên soạn và đưa chủ đề này vào bài giảng một cách khoa học và linh hoạt. Trong cái bộ sách giáo khoa mới này, đưa những cái chủ đề bảo vệ môi trường tới các em học sinh rất là rõ ràng, mạch lạc, nó hướng đến các hoạt động thực hành và hoạt động trải nghiệm của các em. Và theo tôi nghĩ rằng cái bộ sách giáo khoa này với những cái hoạt động về hướng tới môi trường như thế, các em rất dễ dàng để thực hành và sẽ làm tốt cái công tác bảo vệ môi trường đối với các bạn học sinh. Chủ đề bảo vệ môi trường được xuất hiện trong rất nhiều cuốn sách theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Trong cuốn sách hoạt động trải nghiệm này, các tác giả đã dành nguyên chủ đề số 8, môi trường xanh, cuộc sống xanh để giáo dục học sinh. Những kiến thức này được tổ chức dưới dạng các trò chơi vô cùng sinh động. Cùng với hoạt động trải nghiệm, môn đạo đức cũng có nhiều nội dung giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh. Những môn học khác đều có định hướng tích hợp, lồng ghép nội dung về môi trường. Trước đây thì cái nội dung giáo dục bảo vệ môi trường ở trong chương trình cũ 2006 thì được xây dựng hẳn thành một chủ đề và một mạch nội dung là môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Nhưng từ chương trình 2018 thì cái nội dung đấy đã không còn thành một mạch riêng nữa mà được lồng ghép vào thành những cái chủ đề trong trong môn tự nhiên xã hội và môn khoa học. Thì các tác giả chương trình đã đưa cái nội dung đấy thành những cái yêu cầu cần đạt ở trong chủ đề và nhiệm vụ. Các nội dung đó rất là phù hợp với chương trình phát triển năng lực. Cái sách giáo khoa của chúng tôi đấy có hẳn một cái chủ điểm lớn là thiên nhiên kỳ thú. Trong đó học sinh được đọc những cái văn bản viết về nhiều cái loài vật trong môi trường sống, ví dụ là chim hải âu, ví dụ như là hổ, ví dụ như là cái liễu. Chúng ta cung cấp cho các em những cái hiểu biết ban đầu về thế giới loài vật, về động vật, về thực vật. Và chúng tôi cũng thiết kế những cái hoạt động để cho các em trao đổi, để bồi dưỡng cho các em cái ý thức về môi trường. Bảo vệ môi trường vốn không phải là chuyện của riêng ai. Và để dạy trẻ về vấn đề này, các thầy cô giáo cũng cần phải có kỹ năng. Các giáo viên cần soạn những giáo án tích hợp, lồng ghép kiến thức về môi trường. Đặc biệt, phải làm gương cho các em học sinh. Cái ý thức đấy nó sẽ trở thành một cái hành động tự nguyện. Khi mà các em được khắc sâu và được lặp đi lặp lại và các em có niềm tin về cái việc phải bảo vệ môi trường như thế nào. Do đó rất mong muốn ở các nhà trường, các thầy cô tăng cường các hoạt động trải nghiệm, tổ chức cho các em tham gia thông qua hoạt động lao động này, hoạt động xã hội này, hoạt động đoàn thể này và các hoạt động giáo dục khác. Lồng ghép các nội dung giáo dục môi trường vào. Cái chủ đề bảo vệ môi trường vào các cái sách giáo khoa mới này thì theo tôi nghĩ rằng là chúng ta bảo vệ môi trường thì chúng ta lên trong tại nhà trường đây thì chúng tôi là giáo viên ạ thì luôn luôn phải khuyến khích các con rằng là chúng ta phải yêu các cái môi trường xung quanh của chúng ta và đặc biệt hơn là chúng ta biết không nên vứt rác bừa bãi trong nhà trường cũng như là ngoài công cộng và đặc biệt là các sách mới như thế này thì các con cần phải biết trân trọng. Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, chúng khác nhau về thể chất, tình cảm, xã hội, trí tuệ, hoàn cảnh gia đình, văn hóa và tâm lý. Do đó, mỗi trẻ em có hứng thú, cách học và tốc độ học tập khác nhau. Với việc đưa chủ đề bảo vệ môi trường vào sách giáo khoa, hy vọng rằng các em học sinh sẽ có cơ hội thuận lợi để thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình trong việc bảo vệ môi trường.